Đây là cảnh bầy dơi buổi chiều chập tối nó bắt đầu nó đi kiếm mồi nó ăn đẹp. Cái mô hình xây mấy cái chuồng dơi dựng mấy cái chòi dơi như kiểu này anh em có thể lên mạng tìm hiểu. Cái đặc biệt là dơi nó về nó ngủ rồi nó thải ra mấy cái phân của nó anh em hứng lại giống như kiểu này nè. Cái phân này nó rất tốt cho mấy cái cây trồng rồi này nọ. Và anh em bán lại cho những thương lái với cái giá rất là cao, trên dưới 50-60 ngàn 1 kg nha anh em một đêm. Nếu mà về nhiều anh em thu được 4-5 kg, có khi 5-10 kg nha anh em. Mà cái quan trọng nhất á, là anh em dựng chòi làm chòi thì dơi nó vẫn về nhưng mà số lượng nó chậm, thì anh em cũng biết rồi đó, bên Thuận là chuyên gia làm những cái file tiếng nên Thuận có cái file dụ dơi, dẫn dụ dơi về ở lại chòi. Thì buổi tối anh em chỉ cần mở khoảng chừng nửa tiếng 1 tiếng là khoảng 2-3 giờ sáng thì anh em mở lên, thì lúc đó dơi nó đi ăn là chập sáng gần sáng, thì lúc đó dơi mà nó lại gần cái máy gần chòi thì sáng lên thì nó bắt buộc nó phải tấp vô chòi nha anh em. Thì nếu anh em nào quan tâm mà muốn tìm hiểu thì liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cho anh em. Thuận cũng cung cấp nhiều cho anh em ở dưới miền Tây với lại một số vùng tỉnh lân cận, anh em liên hệ số điện thoại. Thì sau clip này là Thuận xin giới thiệu cái thẻ đó và cái máy đó, anh em nào cần liên hệ cho Thuận. Lại nè, lúc này là lúc lặp lại quên nhắn nữa đi, em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn, cho nên em sợ vậy. Em giờ em còn có 1 tiếng nè, em để nè, khi nào tiếng này không hiệu quả nữa mới lấy tiếng khác đấy. Vậy đấy, này lớn nhỏ nè, nè nhỏ xíu luôn nè, lớn lên nè nè, thấy không, em bấm thấy không nè, nè nè âm lượng đó, thấy không, mọi người mưa lâm râm luôn rồi. Sáng sớm mưa rồi, tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Chào anh em nha, bữa nay Thanh ra quay cái chuồng dơi dắt sáng dơi về cho anh em xem nha. Còn tối quá, hôm nay nằm mấy 6 giờ mà còn tối quá. Còn tối quá, với ổi của mình đó. Giờ mình đang bắt tiếng dơi túc nó về nè, nó bay về mọi người, các anh em thấy không, nó dơi đang về nè. Để mình đi qua mấy bên kia quay cho nó sáng, bên đây tối quá nè. Sầu riêng mình mới trồng khoảng 4 tháng, mình làm cái chuồng dơi này đặng mình bón phân nhà chứ để mua tốn tiền quá. Đây chuồng dơi của mình đây, dơi đang về nha anh em. Để đi bên kia quay lại cho nó sáng. Nhỏ chuồng em nhỏ xíu à, tự làm luôn á, thấy cái lỗ đã không, lỗ đó em lên xuống đặng thay lá đấy. Cái lò mình đang túc ở trên đó đó. Đây phần nó ỉa thơm giờ nè, tối quá, để hồi sáng sáng Hiếu quay phân cho mọi người nha. Đây là vườn của mình đấy, sầu riêng tốt không, để đi xa xa là quay cảnh vừa về. Quanh đây sáng hơn nè, chuồng nhìn cũng biết mới làm đúng không anh em. Là mới đây mà mua cái tiếng với mua loa bên anh Thuận á, ở trên mình cũng đi tìm hiểu này kia, mình lên Google YouTube rồi mình gõ vô tiếng dơi này kia rồi, rồi cái gặp được anh Thuận, anh tư vấn nhiệt tình lắm, anh chỉ cái này cái kia rồi anh cung cấp cho cái loa với tiếng đó. Mọi người nghe tét 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 không, là mình đang bắt tiếng dơi với ảnh á, đang gọi nó về nó mới nhanh vậy chứ, là mà để không nó biết nào. Đấy, mừng lắm mọi người, mới đây mà đấy, chơi về bữa nay bão hay gì đâu mà giờ mà vậy tới thui đó, mọi người thấy không, giờ mình về đó rồi, xong mà găm luôn rồi đó, mọi người thấy không đó, giờ mình đang về mới làm mà nó về số lượng này vậy là mừng lắm rồi mọi người.
mấy tiếng giờ ở bên anh Thuận dưới lò đồ của anh đạt độ ngặt lắm, xài rất hiệu quả, không có nhiều tiền nha. Đây mình đang bắt tiếng giờ, đây là cái remote nè, remote của mình là nó quay cái remote này sao tới thui đó. Trong nhà mình điều khiển bắt đứng qua lại lớn nhỏ lặp lại đồ đủ thứ. Đến hồi mình sáng sáng hiếu mình leo mình lấy cái lò xuống cho mọi người coi nha, vừa quay cảnh chơi về đi. Nó về cũng lâu lắm, chứ sáng nữa về khoảng 20 phút mới hết. Đấy. Chút xíu mình làm có 6 mét, mua cây cột về dựng lên luôn, không có gối cột gì hết. Nhẹ. Đây ngồi thì không thấy toàn cảnh được, nó giờ về sầu riêng á, có vườn nhà sầu riêng nó rất là thích phân dơi, mít, chanh, ổi đủ thứ, lúa nữa, bên kia là mình bằng lúa, nửa vườn nửa lúa. Em ở Đồng Tháp á, bên kia là ở Gò Mã. Đó thấy chưa, nay thời tiết nay không đẹp, sáng sớm mây mưa gió bão gì, ôi ở giờ mình về đó thấy sơ mọi người vui lắm, làm lên cái chuồng dơi mới đây mà nó về được vậy là mình mừng lắm. Cái xứ đây có mình em làm luôn, làm lên ai cũng nói mình khùng không, làm tào lao không, thấy không? Chuồng mình làm vậy không có gắn gích gì lên nữa chứ. Mấy cây mà em dám hy sinh hai cây sầu riêng ngay cái nền cái chuồng này đang em làm cái chuồng đó. Còn như mấy con mà chim săn mồi á, con nào đảo đảo gần gần đây em lấy súng em bắn chết sạch, bịm bịp em còn không tha. Đấy. Hôm đâu biết đâu làm sai cách, nhờ ông Thuận nè, anh Thuận bên kênh Sang Bảy á, anh chỉ thì kia rồi mới đạt. Chứ thời tới nay chắc cũng mới mấy con. Bởi vì anh em mà lỡ có ai mà làm nên cái chuồng rồi đó, mà lâu quá dơi nó không về á, mình đừng có ngại ba cái vấn đề tiền nông này gì hết trơn á, mình liên hệ cho anh Thuận nha anh em, anh tư vấn nhiệt tình lắm. Anh rất là hiếu khách chứ không phải như mấy người khác mà dĩa duyên để buôn bán gì cho nó, bỏ ra cả 5-10 triệu bạc, cái chuồng này cũng 10 triệu, chuồng lớn hơn cũng 20 triệu, mà không lẽ bỏ ra mấy trăm ngàn mình mua tiếng đồ gì mà không được, buồn buồn bắt nhạc nghe một ngày trời không hết pin, đi bẫy chim đồ các kiểu lo ngon lắm. Ngồi sáng sáng đêm lấy cái lo xuống cho mọi người coi. Giờ thì sáng rồi, nó cũng gì lai gai. Hồi nãy á, em đợi sáng có ánh sáng nên quay cho anh em xem á, chứ lúc chặn dạng là nó về cũng mớ nữa rồi. Giờ cũng hơi trưa rồi, 6-7 giờ rồi. Cũng còn bay lai gai, lai gai, lai gai. Nó rút gì đó thấy không? Cái tiếng dơi mình bắt nó rút xa lắm nè, nó rút về nè, thấy không? Đó, đó, vô. Nè, nó rút dữ lắm, cái tiếng này nó rút lắm. Đó, 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 vô đó. Rồi, để em lấy cái lò xuống cho mọi người xem nha. Để em để điện thoại xuống đây một xíu nha, đợi em 2 phút.
đây, đây là cái lò này, lò đem thử này, rất là gọn nhẹ, đêm hát một ngày luôn, chắc được 8-9 tiếng đồng hồ không ít. Đây mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển cái đầu nhất thiết đấy rồi nè, nè đang hát này không nè. Nè em bấm đứng lại nè, ủa quên bật công tắc nè, rồi im hát đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt, em chừa một tiếng một à, tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn cu lép đồ hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè, lúc này là lúc lặp lại, quên nhấn nữa đêm hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái ruột rơi luôn, cho nên em sợ vậy em giờ em còn có một tiếng này em để nè, chừng nào tiếng này không hiệu quả nữa mới lấy tiếng khác đấy. Vậy đấy, này lớn nhỏ nè. Nè nhỏ xíu luôn nè, lớn lên nè, nè thấy không, bấm cái thấy không nè, nè nè âm lượng đó thấy không, được rồi mọi người, mưa lâm râm luôn rồi nè. Sáng sớm mưa rồi, tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Nghe mọi người để mình lại đây em quay cái phần của em cua dời đây, mọi người coi sáng đây nè, cũng vô cũng được. Ủa, có con dơi quả hay gì nó bự trời. Ô con dơi này phải đuổi nó đi, rồi nó đậu vô luôn rồi, con quỷ đó, phần của em mọi người. Hôm mới nãy giờ hôm giờ nó ế được trên đây nè, ngày cá ký á, đây tới trưa em đang hốt đêm phơi là cá ký á đó, thấy chưa mọi người, rất là tốt. Phân mình làm chuồng mình ở nhà về ra bón cây luôn, đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha, thôi lần sau cùng cũng cảm ơn Thận nhiều nha anh Thận.